Vâng, thưa quý vị có nhìn thấy gì xa xa không ạ? Đó là một con cọp đó quý vị ơi, con cọp đang được che biển, nó bên em vừa thu về luôn nhá. Dạ vâng, thì hôm nay em Cường sẽ giới thiệu quý vị bạn một mẫu xe phải nói là siêu cọp, một siêu phẩm vừa được cập bến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên em trong buổi chiều hôm nay. Đó là Fortuner máy xăng một cầu đời 2017 nha quý vị. Điểm đặc biệt của nó là xe mới chạy chỉ có 33.000 km thôi. 2017 đến bây giờ là 2022 cũng là 5 năm sử dụng rồi nha quý vị. Và một xe cực kỳ đẹp như quý vị thấy này. Em sẽ quay qua cho quý vị coi nha. Đó, em sẽ tăng sáng một xíu thôi. Buổi chiều ánh sáng nó hơi thấp. Rồi, ok chưa ạ? Đó, quý vị. Vừa về chưa gọi là chưa dọn dẹp, chưa làm bất cứ cái gì luôn nha. Nhưng mà quý vị thấy này. Thứ nhất về màu sơn, cực kỳ đồng đều và cực kỳ đẹp. Đó, xe mang biển số Đồng Nai ha. Đây, một cái điểm đáng chú ý là bánh sơ cua chưa hạ luôn nha quý vị. Quay ngay những cái điểm mà gọi là hot on hot để quý vị các bạn cùng coi ha. Đó, bánh sơ cua chưa chạm đất này. Máy xăng nha quý vị, máy xăng sẽ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và thời điểm 2017 thì cái xe này giá trị rất là cao, trên 1 tỷ 2 nha quý vị. Và để sở hữu mẫu xe này thì thời điểm đó thì chủ nhân chắc có lẽ sẽ phải bỏ ra một cái số tiền gọi là mua option khá là nhiều đấy quý vị. Đây, sẽ đi một vòng xung quanh xe quý vị coi. Cực kỳ đẹp luôn. Màu ngoại thất là màu bạc nha quý vị. Option cũng khá là đầy đủ rồi. Thì đối với máy xăng thì Toyota ưu ái là cho option rất là nhiều. Đặc biệt là phần phía ngoại thất rất là nổi bật, rất là dễ nhận biết nha quý vị. Là phần mạ chrome, phía đầu xe mạ chrome sáng bóng này. Đèn là cái dạng đó, LED projector phía dưới, đèn sương mù hay là đèn cảng cũng được mạ chrome luôn. Thực sự phải nói là cái xe này cực kỳ đẹp nha quý vị. Của một anh khách rất là thân thương. Đăng kiểm đường bộ còn tới tháng 10/2022. Còn nát vỏ thì tất nhiên rồi, chắc chắn là cả bốn vỏ đều là vỏ rin nha quý vị. Đây, tuần thứ 13/2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Phải nói là cái xe này không thể chê vào đâu được. Phía dưới khung gầm này thì chỉ do là đi đường trời mưa về, đúng là nó hơi bẩn một xíu, nhưng bên em vệ sinh và dọn dẹp lại thì nó phải nói là nó siêu cọp nha quý vị. Đó, cái xe này cũng là một cái xe được mua tại Toyota Tân Cảng bên em luôn. Phía sau camera re đầy đủ hết nha. Có cả đẹp chống chày cốp sau này. Đó, option rất là ngon lành. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đánh giá chi tiết hơn bên trong nội thất ra sao ha. Này, đúng là một chiếc xe đi ít đúng không ạ? Cái phần mà da mà để tay này rất là đẹp thưa quý vị. Còn keo chỉ nguyên zin thì không gì phải nói rồi. Đây, số km thực tế chính xác đây thưa quý vị. Đây, 33.882. Số rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng soi qua bộ ghế của nó đây. Không hề nhăn, căng đét, ghế chỉnh điện, 8 hướng. Ghế da ôm sát. Để đầu rất đẹp. Đây, trần 5D ngon lành nha quý vị ơi. Quá tuyệt vời luôn. Đầu DVD rin theo xe, điều hòa tự động. Quá đẹp. Đây thưa quý vị. Phải nói là cái xe này không thể chê vào đâu được, đây phải nói là một siêu cọp. Và mức giá của nó thì Toyota Tân Cảng bên em đưa ra mức giá cũng khá là phù hợp. 862 triệu nha quý vị. Một mức giá cũng rất là ok đối với một mẫu xe cọp như thế này. Thực sự. Bởi vì như thực tế quý vị biết là do cái tình hình dịch Covid đang khá là căng thẳng ở nước ngoài cũng như là Việt Nam, nên những vấn đề mà xe nhập thì thường là khan hiếm hàng. Cũng Fortuner cũng rơi vào trường hợp như vậy luôn, đặc biệt là dòng máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Lên cái mức giá đó thì là gọi là khá là hời quý vị các bạn mua để sở hữu mẫu xe này. Đây. Sẽ quay cái phần. Và nó cái ghế này vậy là lên em hít còn người mùi rất là mới nha quý vị. Gấp lên thì một chạm thì quá là ngon lành rồi. Ở đó. Nhấc ghế lên này, để phía sau. Kể cả những cái trải sàn Simili cũng rất là đẹp quý vị. Thì do cái ánh sáng buổi chiều nó không có được mà còn trời mưa nữa, nó không được tốt lắm nha quý vị các bạn. Nếu mà hơi tối quý vị các bạn thông cảm giúp em nhé. Em tưởng lên cốp điện không phải. Đây phần cốp sau này. Rồi bây giờ em sẽ đi từ phần cốp sau lại phía trước rồi là lắp cabo rồi lổ máy quý vị coi ha. Ốc. Đó là tất cả những clip của em sẽ quay những cái phần gọi là đáng giá của cái xe. Và khi mà ví dụ tiền tháng ốc ra sẽ còn giảm giá trị đi một phần nào đó ha.
ốc và keo chỉ của xe này còn nguyên zin này. Đó. Xe này của một vị khách ở Đồng Nai rất là thân thương và xe ít sử dụng nên cô chú đã thanh lý lại cho bên tôi, cảm ơn em. Rồi em quay lại cái gầm xe này đây, bánh xe cua tôi có vị thấy này, chưa hề chạm đất nha. Một con xe khá là hiếm trên thị trường hiện nay đấy ạ. Khung gầm mới keng luôn. Đó. Cái này không gọi là cọp thì còn cái nào gọi là cọp nữa đúng không quý vị? Xe quá là đẹp đi. Rồi bây giờ em sẽ soi qua những cái phần cánh cửa này. Đây. Keo chỉ nguyên zin nha. Chữ logo Fortuner Fortuner rất là đẹp đây nha. Tất cả các cửa đều một cửa kính là lên xuống một chạm luôn nha. Đây có những cái tiểu tiết nhỏ như là ốp bậc lên xuống này thì người ta đã ốp bậc trên trong lẹp chống chày trên dưới luôn. Đó. Thì trên xe người ta cũng đã chủ nhân người ta cũng trang bị những cái hộp cà phê để cho nó khử mùi. Keo chỉ zin, ốc ác nguyên zin nha. Xe rất là cọp. Đây thưa quý vị. Cửa trước bên phụ nữa này. Đó, tất cả các phần bệ bước đều được ốp bậc lên xuống luôn nha quý vị. Phần ghế phụ của Fortuner 2017 thì nó được chỉnh cơ thôi. Và nói về hộp số thì đây sẽ là hộp số tự động 6 cấp nha quý vị. Kết hợp với lại chế độ lái là Eco Mode và Power Mode. Thì đối với máy xăng, động cơ nó sẽ sử dụng là động cơ 2.7 lít. Rồi em sẽ quay qua cái phần sùng chỉ bên đây. Đây, keo chỉ của bên ghế tài này. Thì lúc nãy em có quay qua, giờ quay lại. Và tất cả các cửa đều lên xuống một chạm này, gương chỉnh điện, gập điện, kết hợp đèn báo rẽ ha. Đây, trên xe này thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây là một cái điểm mà xe xăng 2017 mới có. Máy dầu không hề có nhỉ, đó là lẫy chuyển số trên vô lăng. Đèn tự động. Đó. Hệ thống đàm thoại đánh tay cũng như là điều khiển giọng nói. Rất là nhiều tính năng, rất là nhiều option nha. Mà tôi ra rất là ưu ái khi được trang bị trên chiếc Fortuner máy xăng một cầu này. Rồi bây giờ em sẽ đổ máy quý vị coi ha. Cực kỳ êm ái. Quá ngon lành phải không quý vị? Rồi mở máy thì chúng ta sẽ cùng xem về cái khối động cơ. Đó thực tế thì xe Toyota và đặc biệt là Fortuner gầm cao máy thoáng thì sẽ không sợ bị ngập nước rồi này. Và đâm đụng thì bên em đã test kỹ lưỡng và cam kết với quý vị luôn. Còn máy móc thì khỏi nói rồi, chạy 33.000 cây thì giống như kiểu là vận động viên gọi là điền kinh mà chỉ mới khởi động chạy khoảng cái tầm 50 phút đồng hồ thôi, gọi là không xi nhê gì nha quý vị. Rồi thì đây, dưới cái nắp capo này sẽ là khối động cơ 2.7 lít máy xăng. Rồi bây giờ em sẽ mở nắp capo quý vị coi nhá. Lắp capo của Fortuner thì khá là cứng, rất là chắc chắn. Đây, động cơ máy xăng đang hoạt động cực kỳ êm ái nha quý vị. Xe chưa dọn dẹp gì hết nhưng mà khoang động cơ thì cũng khá là sạch. Đóng lắp capo lại là nghe như là chưa, nghe là như là tắt máy rồi quý vị. Đây, ốc này nguyên zin này, keo chỉ còn nguyên zin luôn. Đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc Indo. Rồi em sẽ đóng lắp capo xuống nha quý vị. Rồi thì em xin nhắc lại, đây là một xe Fortuner máy xăng một cầu đời 2017 chạy được 33.000 km và giá chào bán là 862 triệu nha quý vị. Đó, xe này thực tế là bên em chỉ có chắc là rửa qua và vệ sinh gầm qua chút xíu là đưa ra bán rồi chứ còn không phải đồng sơn cái gì hết. Em nhìn đi một vòng thì không thấy có vết chảy luôn. Người chủ nhân đi rất là kỹ và chất xe cực kỳ đẹp luôn. Không thể chê vào đâu được nha quý vị. Rồi thì quý vị các bạn nếu mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ cho em Cường, có số điện thoại em để trên màn hình hoặc là tới trực tiếp showroom tôi ra Tân Cảng. Nói là gặp Cường lã em sẽ hỗ trợ tư vấn và đưa quý vị đi xem xe tận tình chú đáo nha quý vị. Rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Xin video của em thì đừng quên bấm like, bấm đăng ký, một chia sẻ ủng hộ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở các video tiếp theo.